Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình làm máy một chiếc xe của học sinh đây anh em này. Cái dòng xe 50 phân khối anh em này, xe ga này. Xe này, dòng xe này mình để ý rồi rất hay bị sụp bác anh em nhé. Trông thoáng đầu xe đó trông giống giống xe đạp, xe máy điện đấy, nhưng mà không phải. Xe này là thực ra là của học sinh cấp 3 mang đến cho mình. Và xe này là học sinh đi cũng tương đối nhiều anh em ạ. Và mình để ý rồi, dòng xe này rất hay bị su bát anh em nhé, rất hay bị su bát. Anh em cứ thấy là xe không nổ đấy thì một là chết IC nhé, chết IC. Hai là dòng xe này rất hay kinh su bát, mình để ý rồi và mình thấy là cứ cho tí dầu vào là nổ ngay. Và chiếc xe này mình cho dầu nhớt vào là nổ ngay anh em ạ. Đây, mình cũng cho dầu nhớt vào đây, vẫn còn vết tích của dầu đây, đây dầu chảy đây. Đấy, thế nhưng mà làm như thế thì chỉ được thời gian ngắn thôi, xong bắt đầu bệnh lại lặp lại và học sinh lại phải dắt ở trên đường. Và cái trường hợp như này thì cháu học sinh này đã nói là cháu bị đến 4-5 lần rồi. Đấy, các chú cứ cho nhớt vào lại nổ, cháu đi được vài ngày lại bị như thế này. Và hôm nay thì cháu ấy dòng vào cho mình và mình cũng thử thì đúng là như vậy thật. Và xe này thì đã thay IC rồi nhé anh em nhé, thay IC 4 chân rồi. Vậy thì IC xe này bản chất là cũng chết rồi, hỏng rồi. Và nay mình cho nhớt vào cũng nổ luôn anh em ạ. Vâng, xác định chính xác là xung pháp rồi. Thì mình cũng đã từng làm chiếc xe này rồi, rất hay bị. Nhưng hôm nay mình quyết định là dù nổ rồi nhưng vẫn phải quyết định là phải nhấc đầu ra để rà lại xung pháp. Chứ còn nếu không ấy mà vẫn cứ để nguyên như này ấy, cho các cháu ấy, lấy xe về đi ấy, thì chắc chắn là lại lặp lại và rồi lại rong trên đường thôi, để khổ thân các cháu học sinh. Cho nên mình quyết định là phải nhấc đầu ra để làm xung pháp. Vâng, rất hay bị, chắc anh em thì cũng chả lạ gì cái xe này đúng không. Và xe này thì học sinh đi cũng rất là nhiều và thường là hay bị cái bệnh này. Và bây giờ mình quyết định mình nhấc đầu bò chiếc xe này ra để mình làm lại đôi xung pháp lại. Mình cũng tiện tháo luôn cái bình côn này, vệ sinh luôn cái côn này em ạ. Mình cho tí xăng mình thử xem nào. Đây, cho xăng cái là dí xăng ra luôn nha. Và chắc chắn thì đa phần là ở su bắp xả rồi. Đây, nhưng mà cứ cho dầu vào lỗ buji là nổ luôn nhé anh em nhé. Rất nhiều lần rồi. Đấy, cho nên nếu như mà mình ngại đi mà mình cho nổ luôn xong là đi khách hàng đi thì chắc chắn là rồi lại bị thôi. Cho nên là thôi,
tốt nhất anh em cứ nhấc đầu ra mà anh em ra lại cái nấm này thôi, không còn cách nào khác cả, nếu không lại lặp lại rất khổ khách hàng ở trên đường. Mình cũng quyết định là mình phải nhấc thôi. Để nó mút đi. Rồi, cuối cùng mình quyết định là ra thôi anh em ạ. Nấm này vẫn dùng được nhưng phải ra. Ông đã vừa già chút. Bác thì anh em cứ già kỹ đi một chút nhé, nhất là cái thịt bắp tả đấy, thịt bắp hút thì thường là nó nhẵn rồi, nhưng mà làm này mình làm cả đôi luôn, nhưng mà thịt bắp tả thì anh em cũng nên làm kỹ đi một chút, bởi vì là vừa rồi có một anh em ấy cũng làm hơi xong, nhưng mà đè rất dai nổ, khó nổ, đè đang xin rất là kém, mình hỏi đã đo áp chưa, bộ em mới làm hơi. Mới làm hơi nhưng mà cuối cùng về sau đi tìm các kiểu con đà điểu luôn anh em ạ. Kiểm tra áp nhiên liệu tin phun rồi điện đóm các kiểu gì đó. Thế bây giờ em đo áp nhiên liệu áp bụng đốt xem nào. Cuối cùng là tụt áp. Đấy, cho nên là nhiều khi anh em già thu pháp ấy mà là ấu là rất là nguy hiểm. Đấy, cứ đinh đinh là mình làm hơi làm thu pháp tốt rồi là bỏ qua luôn thôi, không kiểm tra nữa. Nhưng mà cuối cùng anh em làm cái thu pháp xả này, anh em già
không kỹ cho nên vẫn hở em nhé. Đây là nhìn lên và gà kỹ một chút. Bây giờ sau là anh em nói là phải nhấc ra lại phải gà thì bác thả lại đây là mới được. Nhiều khi chủ quan nghĩ là mình làm hơi ngon lành rồi, bỏ qua phần hơi luôn, đi tìm phần khác thì có thể không thấy bệnh, thì tìm lại vẫn là hơi. Bác xã anh em cứ gọi là già lâu một tí được, nhưng mà nên già kỹ một chút cho nó yên tâm. Ba hút thì anh em cứ qua, thì ba hút thì thực ra là nó cũng đã bóng rồi, đa phần là bị ướt cả rồi. Đây là cái dòng xe 50 rồi anh em cứ để ý, rất hay bị. Mình cũng làm mấy xe đấy, mà chẳng qua mình không quay lại được. Hiện nay tôi rỗi mình quay lại đi xe cũng hay của thầy. Cái xe này nếu như mà mình ngại đấy thì mình chỉ cho dầu vào là nổ thôi, là nổ thôi. Nhưng mà mình vẫn quyết định là mình phải tháo, nhất là làm này thì mới được, chứ không rồi lại được 2-3 ngày lại ý. Cái này bị mấy lần rồi đấy các bạn. Rồi mình vẫn phải quyết định già thêm đi một chút nữa. Thank you.
Vâng, bóng loáng luôn anh em nhá. Đấy, nó phải đều thế. Nếu như mà rỗ là không được đâu anh em ạ. Rồi, ok. Nhiều khi mình làm mà không cẩn thận đây là tháo ra tháo vào là mất công lắm. Này thì mình chỉ cần ra qua là được rồi. Sụp bắp hút mà. Cái bột già này thì cũng có anh em hỏi đấy, thì cái bột già là anh em mua được nó có đấy nhá, nhiều chỗ người ta bán đấy, anh em nên mua cái bột già hay lắm. Anh em là không có thì lấy cái bột đã mài anh em làm đấy, nhưng mà thực ra thì nó cũng thô lắm, bởi vì cái bột già nó có bột già thô và bột già tinh mịn đấy anh em ạ. Đây là mình già bằng cái bột mịn luôn. Anh em cứ già là cẩn thận là chắc chắn, lâu một tí nhưng không sao. Xe ga anh em biết rồi, tháo ra tháo vào nó mất thời gian lắm. Là để mình vệ sinh nữa nhé. Mình giờ ráp xúc bát. Cái này thì phân ít hay còn mềm lắm, khoan tốt, mình cũng trả tay để nguyên thôi. Còn cái lò xo này thì anh em nhớ là cái chiều dày này, nó có hai cái chiều thưa dày này, thì anh em cứ cho chiều dày dưới nhá. Mục đích là trong quá trình xúc bát làm việc thì xúc bát sẽ xoay tròn. Mục đích thì nhà chế tạo người ta đã tính rồi, anh em lắp ngược ấy. Một khi nhiều chỗ học nghề người ta chả bảo anh em là tại sao lại phải chiều dày xuống dưới, chiều thưa là xoan trên đâu, và mục đích thì làm gì là người ta không nói đâu. Ngày xưa là mình học trong nhà trường là các thầy nói như vậy. Mình làm những video này chủ yếu là những anh em ít kinh nghiệm thôi, mới lại muốn học nghề thôi, anh em nhé, đang học nghề thôi. Đấy, anh em có thể vam, đây rồi anh em có thể dùng dùng một cái khẩu hoặc là dùng cái
cái vặn tip mà buji đấy, anh em ấn súp xuống để anh em cho cái móng ngựa vào nhé. Anh em thích làm nào nhanh thì anh em làm, mình cũng mới vào. Anh em cẩn thận, anh em có thể dùng xăng anh em kiểm tra lại nhé. Mình già kỹ thì yên tâm rồi anh em ạ. Mình già kỹ thì là chuẩn rồi. Mình chốt nhất là cái su bát xá này anh em ạ. Xem sao em ơi. Xem làm sao. Mình tạm dừng chút nhé, mình đã có khách ở ngoài. Vâng, mình tiếp tục quay trở lại nhé.
Thank you.
Vâng, mình cũng đã căn xong cam rồi. Bạch thẳng anh em nhé. Xe này thì dễ rồi, đẹp tề quá rõ rồi, đẹp tề thì quá rõ rồi. Rồi là mình sẽ lắp ráp vào và mình treo lên máy thôi anh em ạ. Vâng, mình cũng đã treo máy lên rồi, cơ bản lắp cũng hoàn thiện rồi, lắp nốt phần dây điện là xong thôi anh em ạ. Và xe này thì anh em thấy là cũng bị hỏng IC một lần rồi. Đấy, anh em thợ cũng đã đấu IC 4 chân vừa rồi anh em ạ. Dòng xe này rất hay hỏng IC anh em nhé, mình cũng đã từng rất hay thay rồi, hỏng IC rồi là xù bắp ấy, anh em thấy đấy, rất hay bị. Thế cho nên là anh em đừng có ngại. Đấy, khách hàng đã thông tin đã đổ dầu vào chân buji cho nổ máy được 1-2-3 lần rồi đấy, thì thôi tốt nhất là mình cũng nên là nhấc đầu ra làm già nấm suất cho khách hàng thôi, chứ không phải. Đây là mình nói ngay từ đầu video đấy, là mình cho dầu cái nổ ngay, lại nổ ngon đấy. Nhưng mà đấy, nếu mà ngại là không làm là chắc chắn là lại đập lại. Đi xe trên đường thì rất là khó, để xe học sinh đi cứ dòng xe mấy lần. Mình quấn cảm vào nó xong tí ra chốc mình băng bó sau cho nó gọn, đường dây trông cũng luộm thuộm lắm. Đây trước là cái dòng IC này anh em này, đây chân này có hai chân này anh em này. Đấy, chứ anh em thợ trước cũng đã thay và cắt đây rồi, nó đang bằng dính lại này. Đây dây này, dây CCP khiển kích đây, anh em cắt ra đi để nối trực tiếp từ đây. Về nối trực, anh em đã nối trực tiếp từ dưới máy lên đây, từ CCB này. Rồi, mình thử cho nổ máy, chắc chắn là nổ máy thôi, bởi vì là hơi căng nét là ok thôi anh em ạ. Vì xe này là trước đó là mình đã cho dầu là nổ ngay rồi mà. Mình chắc chắn là bây giờ là làm hơi đã căng như thế rồi, chuẩn như thế rồi, chắc chắn là nổ thôi. Vâng, anh em thấy nổ ngay mà, chắc chắn là nổ rồi, vì làm hơi xung cấp nấm kín hơi thế là ok rồi. Lúc nãy mình còn phải chỉnh ra cho cả cái dây ga lúc đầu là bị độ dơ tay ga rất là lớn, nên là đi xe rất là mỏi tay, anh em phải chỉnh có cái độ dơ tay ga, nhưng mà vừa tầm thôi anh em nhé. Đấy, chứ còn là độ dơ tay ga lớn quá là vặn rất lâu nó mới bén ga, cho nên là rất là mỏi tay. Ở xe này thì cơ bản thế là mình cũng làm xong rồi anh em ạ. Đấy, còn về cuối video nhé, thì vừa rồi mình lên hai video, một là video nói về chiếc đồng hồ đo áp suất nhiên liệu và áp suất bù đốt, hai là đồng hồ Fujitsu của Nhật Bản đấy, thì anh em mua rất là đông đấy, bởi vì trước đây có nhiều anh em ấy cũng không biết cái đồng hồ đo điện Fujitsu, mua đồng hồ Trung Quốc thôi, cứ 300-400 xong là được thời gian ngắn lại hỏng lại thay, xong rồi cuối cùng lại mua đấy. Anh em bảo giờ nhà em có 3-4 cái đồng hồ, nhưng mà cuối cùng là đo ấy thì nó sai thông số hết anh em ạ, nó sai thông số hết mà cuối cùng là cứ để vậy. Thì anh em thấy là nó rẻ nhưng mà lại là đắt đấy, anh em nhé, rẻ nhưng mà lại là đắt, bởi vì cuối cùng là anh em gộp nhiều lần tiền vào vẫn là phải dùng cái đồng hồ kém, rồi cuối cùng lại hỏng. Vậy thì anh em bỏ ra tiền một lần thôi, anh em mua hẳn cái đồng hồ xịn sò Fujitsu rất là tốt anh em nhé. Vâng, và anh em thấy đồng hồ Fujitsu thì dùng rất là dễ sử dụng đấy, thang đo rất là đơn giản và rất là bền bỉ và chính xác anh em nhé. Thế cho nên là anh em mua một lần thôi nhưng anh em dùng được hàng chục năm đấy. Với đồng hồ của mình dùng ấy là mười mấy năm rồi đấy, anh em học nghề đo rất nhiều lần bị nhầm thang đo, rồi là đo bị nhầm rồi đứt cầu chì bao lần rồi, nhưng mà bây giờ nó vẫn chính xác. Đấy, cho nên anh em phải nên nhớ là gì, mua một lần bỏ một lần tiền thôi nhưng mà nó bền đấy, đồng hồ nó chính xác, anh em không phải thay thế nhiều lần, vậy thì nó là rẻ chứ không phải là đắt. Đấy, còn anh em cứ mua rẻ thì cuối cùng lại là đắt, anh em cứ thử tính xem đúng không. Đây mình nói qua thứ là anh em có thể tư duy được rồi. Vâng, bộ que đo xịn sò của đồng hồ Fujitsu Nhật Bản anh em nhé. Nhiều anh em cứ bảo là anh bán cho em cái bộ que đo này
Nhưng mà thực ra mỗi một đồng hồ nó chỉ theo một que đo chính hãng của hãng thôi, nó không bán lẻ anh em nhé. Rồi và tất nhà cả những đồng hồ ấy mình gửi cho anh em ấy là mình đều kiểm tra hết rồi, anh em về cứ dùng thôi anh em nhé, mình đã kiểm tra rồi mình mới gửi cho anh em. Vâng, và trong đồng hồ là có một đôi pin xịn sò của Toshiba anh em nhé, của Nhật Bản luôn. Đấy, theo đồng hồ anh em nhé. Vâng, còn đồng hồ áp suất nhiên liệu và áp suất trong xi lanh thì đây là đồng hồ mà công ty DTD ô tô nhập khẩu Hàn Quốc anh em nhé. Đấy, chất lượng đồng hồ rất là tốt, thông tin đưa ra là hoàn toàn tin cậy anh em nhé. Đây đây là tem của nhà sản xuất đồng hồ. Đấy, mình cũng quay nhiều lần rồi. Đây là tem của công ty đi tiêu tô bảo hành anh em nhé. Đấy, có vấn đề gì trục trặc là anh em cứ gửi cho mình sẽ bảo hành cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm, bởi vì mình cung cấp là hàng chính hãng đấy, cho nên là không phải là hàng trôi nổi, cho nên là anh em yên tâm về cái công tác bảo hành anh em nhé. Hai loại đồng hồ của Hàn Quốc và của Nhật Bản anh em hoàn toàn yên tâm. Trong bộ dụng cụ kiểm tra áp suất nén trong xi lanh, động cơ và áp suất nhiên liệu thì đây là bộ đồng hồ 2-trong-1 công ty thiết kế. Anh em chỉ cần mua một đồng hồ anh em sẽ dùng hai chức năng anh em nhé. Đây và bên trong thì có các dây dẫn xăng đấy, và trước đây thì dùng tua vít vặn quay nhê này, nhưng giờ anh em có cái tai để anh em vặn luôn nhá anh em nhé. Đấy, đầu chít rất là chắc chắn không sợ dò xăng. Đây là phụ kiện kèm theo này anh em này, phụ kiện kèm theo này, phụ kiện kèm theo đấy. Hai ống dẫn xăng chịu áp lực và chịu xăng dầu. Đây là bộ chia nhiên liệu nhá, thành cái ngã ba lúc anh em đo áp suất nhiên liệu, đo áp bơm xăng đấy. Đây là van một chiều đấy, thì có cái lồng đen bằng nhôm đấy ở cái bộ phụ kiện đấy, anh em lắp vào đây để anh em lắp vào trên buji cho nó kín nhá. Van một chiều để anh em đo áp suất nén trong xi lanh đấy, áp suất cùng đốt đấy. Còn đây là hai cái ba cái đầu nối đồng đấy, để phù hợp với các kích cỡ ở đường ống dẫn xăng. Anh em hay dùng nhất là cái đầu nối này anh em nhé, hay dùng nhất là đầu nối này đấy, là phổ thông anh em nhé. Cái này đo được cả áp suất nén của ô tô, mà áp suất nén xăng ở trong ô tô luôn anh em nhé. Đầu to này đấy, phù hợp các kích cỡ luôn đấy, công ty thiết kế là ô tô cũng dùng được được đấy. Và mình nói rồi đấy, giá trị nhất thì vẫn là chiếc đồng hồ này của Hàn Quốc anh em nhé. Để anh em mua ấy thì anh em lưu ý là đã mua chỗ mình thì anh em không bao giờ sợ hàng nhái hàng giả anh em nhé, và công tác bảo hành rất chu đáo cho anh em đấy, vì mình cung cấp là hàng chính hãng nên anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng đồng hồ anh em nhé. Vâng, hai chiếc đồng hồ này là hai chiếc đồng hồ mà không thể thiếu được trong quá trình anh em làm những cái xe FI bây giờ anh em ạ, phải đo bằng những cái đồng hồ này nó mới chính xác được anh em nhé. Vâng, vậy thì anh em nào có nhu cầu về các bộ đồng hồ của Nhật Bản, của Hàn Quốc như thế này, anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.